bộ điều khiển này. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái phím cuối cùng này là phím Start và Quick Start. Nếu chúng ta bấm luôn vào phím này thì lò sẽ mặc định ở chế độ là quay lò vi sóng 30 giây mà không cần phải thao tác gì thêm nữa. Đây, em ví dụ. Đó, lò chạy luôn. Đây, em giới thiệu sang các chức năng khác. Đây là phím lựa chọn công suất. Khi chúng ta bấm vào đây, nó sẽ có các mức công suất để lựa chọn. Sau khi chúng ta lựa chọn công suất xong thì chúng ta lựa chọn thời gian ở đây. Núm tròn này chúng ta xoay. Như này là chúng ta sẽ lựa chọn thời gian, ví dụ 10, 20, 30, 40 gì tùy ý, hoặc 1 phút thì tùy ý. Ví dụ em chọn là 10 giây chẳng hạn. Thì chúng sau đó chúng ta bấm vào cái hình mũi tên Start để bắt đầu. Và lò sẽ bắt đầu chạy. Đó. Tức là ở đây chúng ta nhìn thấy cái phím Program này thì chính là cái chúng ta bấm vào đây nó sẽ lựa chọn ra các chương trình. Thì thứ tự các chương trình như nào thì cô bác xem ở cái liệt kê có một cái giải. Đây. Hướng dẫn ở đây nếu mà chúng ta quên.